Xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin nói về chủ đề xe hơi của Hồng Phượng. Trước khi đi vào chủ đề chính thì mình xin nói là ở trên mạng có nhiều thông tin bóc phốt thì có cái đúng, có cái sai. Cái nào đúng thì mình ủng hộ, còn cái nào sai thì mình chia sẻ ra đây để mọi người cùng tham khảo nha. Vào ngày 22 tháng 3 thì Hồng Phượng có đăng trên Facebook cái tấm hình ngồi trên xe hơi, rồi viết là cười tươi chưa chắc đã vui, cười tươi vì đã được ngồi xe hơi, hi hi. Bài đăng này của Hồng Phượng làm cho rất nhiều người nghĩ là Hồng Phượng đã mua được xe hơi. Ví dụ như là Hồng Phượng mua xe hơi thiệt đi, thì vào ngày 22 tháng 3 là lúc đó tiền quyên góp kêu gọi xây mộ á, đến ngày 25 tháng 3 mới kết thúc. Cho nên nếu mà em ấy có mua được xe hơi lúc này thì mọi người suy đoán là có thể là chỉ dựa vào tiền phúng điếu và người ta gửi vào tài khoản của Hồng Phượng đi phúng điếu thôi, chứ không phải là tiền quyên góp xây mộ. Rồi vào ngày 16 tháng 6 ở buổi họp báo thì Hồng Phượng có khẳng định là Hồng Phượng không có mua xe hơi. Thì cộng đồng mạng tìm lại video clip mà Hồng Phượng đi lên trên mộ của chú Vũ Linh, đi trên chiếc xe hơi màu trắng hiệu Kia. Và biển số xe thì có số 90980. Rồi bây giờ mình xin trích một đoạn video trên kênh của anh Hân Trần Vlog. Không có từ rồi, giờ cũng lên xe rồi chú anh chị. Chào cô Sáu nha cô Sáu. Bye cô Sáu. Chào à. Em chào chị Hồng Phượng. Cả nhà của mình. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Có gì chia sẻ. Dạ chị về trước đây. Dạ 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 dạ. Rớt em về sau ha. Dạ 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 dạ. Dạ dạ. Tức rồi vậy. Rồi cô Sáu. Cô Sáu Hồng Phượng đã lên xe về. Đi xe với Hồng Phượng nha. Đây là nội thất bên trong chiếc xe biển số 90980. Các bạn có để ý cái chỗ mà người lái xe đó, cái ghế là màu đen. Rồi cánh cửa thì có màu đen và màu đỏ. Xem lại tấm hình mà Hồng Phượng ngồi trong xe hơi thì cái ghế là màu trắng. Và chỗ cánh cửa thì cũng màu trắng luôn. Như vậy có nghĩa là xe của Hồng Phượng ngồi chụp hình vào ngày 22 tháng 3 là một xe khác, không phải là xe mà Hồng Phượng đi lên mộ. Điều này có nghĩa là cộng đồng mạng đã tìm sai thông tin về chiếc xe mà Hồng Phượng đi lên trên mộ, nhưng cũng không chứng minh được là Hồng Phượng có mua xe hơi hay không. Vì cái xe mà Hồng Phượng ngồi chụp hình đăng lên Facebook thì cũng không có biết là xe của ai, không có biển số để mà tìm kiếm. Nhưng mà cái chuyện Hồng Phượng có mua xe hơi hay là không có mua xe hơi thì cũng không có ảnh hưởng đến việc thừa kế của Hồng Loan. Cho nên mình vẫn tiếp tục ủng hộ Hồng Loan.